Xin mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Tin Sơi. Toyota Innova mới 7 túi khí giá từ 752 triệu tại Việt Nam. Toyota Việt Nam đã chính thức trang bị đầy đủ 7 túi khí tiêu chuẩn cho các phiên bản Innova tại thị trường Việt Nam. Giá bán được công bố cho phiên bản 2018 từ 752 triệu đồng. Toyota Innova 2018 mới tại Việt Nam sẽ được liên doanh Nhật Bản trang bị 7 túi khí trên các phiên bản còn lại 2.0G, 2.0E và 2.0Z. Đặc biệt hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, đèn báo phanh khẩn cấp được trang bị thêm trên phiên bản 2.0Z mang lại sự yên tâm cho khách hàng. Với đầy đủ các tính năng an toàn này, mẫu xe Toyota Innova tại Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Như vậy, đến nay tất cả các mẫu xe lắp ráp trong nước của Toyota Việt Nam bao gồm Camry, Corolla, Vios và Innova đều đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Về thiết kế, Toyota Innova 7 chỗ mới không thay đổi về ngoại hình so với bản hiện tại. Cả ba phiên bản đều có ăng ten dạng vây cá mập, đèn phanh trên cao LED, vô lăng chỉnh bốn hướng tích hợp các phím điều khiển âm thanh MID, điện thoại rảnh tay, tựa đầu cho các hàng ghế, chế độ lái Eco, trang bị an toàn với các hệ thống EBD, BA, ISOFIX. Innova phiên bản 2.0e sẽ được bổ sung thêm đèn pha chỉnh góc chiếu bằng tay, đèn sương mù trước, la răng 16 inch. Phiên bản 2.0 cũng có đèn pha chỉnh góc chiếu bằng tay, la răng 16 inch, đèn trang trí trần xe LED, màn hình đa thông tin TFT 4,2 inch, điều hòa tự động cho hàng ghế sau. Mẫu xe Toyota Innova bản 2.0V là bản cao cấp nhất sở hữu các tính năng như đèn pha LED, projector tự động bật tắt, gương ngoài gập điện mạ chrome, khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, la răng 17 inch. Về phương diện vận hành, các phiên bản của Toyota Innova vẫn được trang bị động cơ 2.0 lít đua VVT-i công suất 137 mã lực, mô men xoắn 183 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và số sàn 5 cấp. Về giá bán, phiên bản thấp nhất của Toyota Innova G có giá sẽ là 752 triệu đồng, Innova E sẽ từ 742 đến 771 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng, Innova G từ 817 lên 847 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng, Innova Venturer tăng 855 lên 878 triệu đồng, tăng 23 triệu đồng, và cuối cùng là Innova V từ 945 lên 971 triệu đồng, tăng 26 triệu đồng. Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2006, Innova nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, liên tục giữ vị trí số 1 với thị phần hơn 80% trong phân khúc xe đa dụng. Đồng thời, Innova cũng thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. 12 năm góp mặt trên thị trường, doanh số bán tích lũy của Innova đã đạt 121.927 chiếc. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Tin Sơi để nhận tin mới mỗi ngày. Nếu không bỏ lỡ những tin sơ mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sơ hơi mới nhất. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.